À, lúc nãy em nói em có khả năng về ca hát đúng không? Em có thể hát solo hay là hát tập thể hay là thế nào? Hát solo hay tập thể cũng có thể tham gia. À, đều chưa được hết ạ. Thì em có thể thể hiện khả năng ca hát của em một chút được không? Vâng. Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Hôm lúc này sẽ khó khuyết, em sẽ được ngồi tiếng quay con chim gì mà hót vui bằng cả cánh rừng. Ngồi hát đi. Ngồi chân, ngồi chân tạm xuống. Đang quay. Chị phải để lại để làm tư liệu thất bại. Yêu cầu em đứng lên đứng lên. Bây giờ em chốt đi, em sẽ hát bài gì? Em sẽ hát bài vừa hát mà không. À đúng rồi, về bài ban giám khảo hay là tên. Rồi, bài sau đây là sẽ phần trình bày của thí sinh Huyền Minh với cái bài hát không nhớ tên của tác giả Tâm Nhớ. Mời em trình bày đi. Mặt trời hồng thương vách núi lừng lờ lan mây trắng, con chim gì mà hót vui bằng cả cánh rừng. Vui chân, ta cùng xuống trường. Bươm trăng bay quanh bên những rừng mới.